Không, anh không. Nam con đi trả đúng rồi, Nam nó đi chơi, trong vòng bay bị bắt rồi, đi trả. Xử vấn này khoảng tầm 9 năm. Tổ Nó thuộc vai trò tổ chức, nó đốt đĩa xào ke, mời mời ke kẹo. chức à? Này pháp luật là hay lắm. Thằng nào mà Bạn ơi, tôi kể cho bạn cái vụ video của con bé vừa rồi thắc mà 6 video ấy, bạn cái nhớ bọn nó ngông cuồng của bọn nó dùng cái đoạn đó không? là Sao chưa, đấy bọn nó còn vật, bạn phải tôi kể mẹ cho, video đó là thằng Nam con nó quay, à, thế à, thằng Nam con nó quay, nó gửi cho tôi ngày 11 tháng 6, nó là chú ơi con quay này, nhưng mà chú đừng đăng lên. Sau đó khi bây giờ cái máy điện thoại của thằng Nam con bị CIA người ta kiểm tra máy thì nó mới dò dỉ thông tin ra. Tôi vẫn còn đây, tôi vẫn còn nguyên 6 video ở đây mà. thế à, nói chung là Luân coi qua video đó rồi, nói chung anh kiểu chi kiểu, nhưng mà anh chơi quân đó, tôi nói thật luôn, không bạn không nhận không? À đây bạn, tôi xin phép tôi xuống ngay, tôi lai lại của tôi bị gắn cờ không, nó khóa lích nhá. Ok.